trong quá trình học các em đã rất muốn đồng hành cùng với cô bằng cách là có sách ở bên cạnh mình đúng không nè, để có thể vừa nghe lại bài nè, vừa có thể ghi chép lại những điều mà các em cần lưu ý, đồng hành cùng làm các bài tập và sửa các bài tập ngay tại thời điểm mình học luôn đúng không? Vậy thì cô mời các em hãy nhanh tay ấn vào phần mô tả ở phía dưới video clip này để có thể sở hữu ngay trọn bộ sách và cùng với các voucher vô cùng hấp dẫn luôn nha. Khi mà các em sở hữu bộ sách này thì các em có thể tăng được hiệu quả học tập của mình cũng như rèn luyện được những kỹ năng làm bài tập và hiểu rõ hơn về ngữ pháp nữa nè. Vậy thì các em hãy nhanh tay ấn vào phần mô tả ở phía dưới để sở hữu ngay bộ sách này nha các em. Rồi các bạn ơi, thì cô đã vừa giới thiệu cho các bạn về đại từ nhân xưng và những tân ngữ rồi đúng không? Tiếp theo thì cô sẽ giới thiệu cho các bạn về relative pronouns, who and which. Đó là đại từ quan hệ ha, đại từ quan hệ. Rồi ở đây mình sẽ học về chữ who và chữ which ha. We use relative pronouns to connect to facts. Rồi, chúng ta sử dụng đại từ quan hệ để mà kết nối hai cái câu lại với nhau, hai cái sự thật, hai cái điều gì đó lại với nhau ha. Rồi, mình sẽ có câu ví dụ. There is the boy. He made the smoothie. Ha. Rồi, ở đây các bạn thấy cô có hai câu riêng lẻ không? Bây giờ mình muốn nối nó lại thành một câu, mình sử dụng cái đại từ quan hệ ha. Ở đây mình sẽ sử dụng đại từ quan hệ là who ha. There is the boy who made the smoothie. Rồi, ở đây là có một cậu bé ha, có một cậu con trai nè. Anh ấy hoặc là bé đó đã làm gì? À, đã làm sinh tố đúng không? Rồi, vậy thì mình sẽ nối lại thành một câu, mình sẽ dịch là gì? Có một cậu trai ha, có một cậu bé. Rồi, người đã làm cái món sinh tố, được chưa nào? Rồi, vậy thì mình sẽ tìm hiểu về cái mình về cái đại từ quan hệ who ha các bạn ha. We use who when we are talking about people. In the sentence above, who replaces he. Rồi, chúng ta sử dụng who khi mà chúng ta đang nói về con người ha, đang nói về con người. Và ở cái câu ví dụ ở phía trên đây các bạn ha, thì chữ who đó nó thay thế cho chữ he. Có nghĩa là ở trên đây đang nói về cậu con trai là con người đúng không? Thì mình sẽ thay thế cái chữ who thành cái chữ gì? Cái chữ he, thay thế cái chữ he thành cái chữ who này để mà nối hai cái mệnh đề này lại. Ok chưa? Rồi, we use which when we are talking about animals or things. In the sentence below, which replaces it? À, còn khi mà chúng ta sử dụng đại từ quan hệ là which thì mình sẽ, khi mà mình nói về những cái con vật hoặc là những cái đồ vật thì mình sẽ dùng là which các bạn ha. Rồi, ở cái câu ở dưới đây ha, thì chữ which nó sẽ thay thế cho chữ it, được chưa? Rồi, this is the drink. It is very popular here. Đây là hai câu ha, bây giờ cô sẽ nối lại. This is the drink which is very popular here. Rồi, đây là một loại thức uống mà nó rất phổ biến ở đây, đúng không? Thì khi mà nối lại thì mình sẽ nói là đây là loại đồ uống mà nó rất phổ biến ở đây. Thì nghĩa thì nó cũng giống nhau thôi, nhưng mà mình nối lại thành một câu ha. Rồi, chữ which sẽ thay thế cho chữ it ở trên câu trên, vì đó đang nói về cái loại đồ uống là vật, đúng không? Rồi, bây giờ các bạn sẽ nhìn lên trên bức tranh này ha, và luyện đọc với cô. Is that the cake which you've made for mum? Is that the cake which you've made for mum? Yes, it is. Yes, it is. It looks beautiful. It looks beautiful. Rồi, vậy thì dịch ha các bạn ha. Rồi, ở đây bạn nam này hỏi ha, bạn nam này nói gì đây? À, cái bánh kem này á là cái mà em đã làm cho mẹ phải không? À, rồi bạn nữ trả lời là dạ đúng rồi. Còn bạn nam bên đây nói là trông nó thật là xinh đẹp, được chưa?
Rồi, cùng với cô đi đến bài tập number 4 ha, bài tập số 4. Circle the correct answer. Các bạn sẽ khoanh vào đáp án đúng nhất. Ở đây thì người ta yêu cầu mình khoanh vào which hoặc là who. Which thì khi mà chúng ta thay thế cho con vật hoặc là đồ vật, còn who là thay thế cho người, đúng không? Bây giờ các bạn sẽ đọc những cái chỗ mà ở phía đầu nè. À, nếu mà vật thì mình sẽ chọn which, còn nếu người thì chọn là who. Ok chưa? Yeah. Rồi ví dụ number 1 cô có the milk you poured. Rồi the milk là vật đúng không? Tại vì nó là sữa thì mình sẽ khoanh tròn vào which giùm cô ha. Rồi những câu còn lại các bạn sẽ đọc và khoanh vào đáp án chính xác nhất ha. Cô sẽ cho các bạn 10 giây để hoàn thành bài tập này. Rồi bây giờ thì mình sẽ xem coi những câu còn lại mình chọn which hay là who các bạn ha. Rồi number 2 cô có the girl who like we like. Number 3 the boy who is deaf. Number 4 the pen which she used. Number 5 the danger which the girls didn't know about. Number 6, the person who locked on before me. Number 7, the photos which I attacked. Number 8, the crisps which Harry bought. Number 9, the horses which ran into the field. And number 10, the monkey which we haven't got. Rồi tiếp tục là bài tập number 5, bài tập số 5 ha. Write sentences. Use relative pronouns. Rồi các bạn sẽ viết câu và sử dụng những cái đại từ quan hệ. Rồi ở đây các bạn nhìn vào ví dụ number 1 cô có there's the dog, đúng không? Rồi chỗ trống của cô và tiếp tục là is dangerous. Rồi, có cái con chó mà nó sao? Nó đáng sợ quá, nó nguy hiểm quá đúng không? Nhìn nó rất là dữ phải không nào? Rồi, ở đây là con chó là con vật thì mình sẽ sử dụng đại từ quan hệ là which đúng không? Rồi, mình sẽ viết cái chữ which vào trong đây ha. Rồi, những cái câu còn lại các bạn sẽ hoàn thành cho cô nha. Cô sẽ cho các bạn 10 giây để hoàn thành bài tập này. Rồi bây giờ thì cùng cô xem những câu còn lại đáp án như thế nào ha. Cô có number 2, she's the girl who saw a hurricane. Number 3, that's the photo which dad took. Number 4, here's the statue which broke. Number 5, that's the smoothie which Carrie made. Number 6, here's the information which we need. Number 7, those are the astronauts who are going to the moon. Number 8, look, there's the boy who won on the trophies. Number 9, where's the food which I asked you to buy? Number 10, camels are animals which don't drink much water. Rồi các bạn ơi, ở Unit 13 này, cô và các bạn đã cùng nhau mình học về những đại từ nhân xưng, tân ngữ, kèm theo đó là những đại từ quan hệ như là chữ who và chữ which, phải không nào? Rồi, cô rất là cảm ơn sự lắng nghe của các bạn nha. Trong quá trình học thì có bất cứ thắc mắc gì thì cứ việc liên hệ với trung tâm thông qua những thông tin ở trên màn hình. Còn bây giờ thì cô xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bài học sau. Goodbye! Thank you.